một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận những ngày cuối năm 2011. Một kẻ gây án đặc biệt với động cơ đê hèn, xuất phát từ bản chất ích kỷ, nhỏ nhen, đố kỵ, ghen ghét và hiếu chiến, có thể làm ra bất cứ chuyện kinh thiên động địa nào. Những người bị hại xấu số, thương tâm, không thể qua khỏi. Một hành trình phá giải vụ án phức tạp, xen lẫn áp lực về thời gian và dư luận, cũng như tính chất vụ án, thủ đoạn, sự trốn tránh pháp luật của kẻ gây án. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Buổi sáng đầu tháng 12, Nam Sơn là một xã cũ thuộc về huyện Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh. Kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2007, theo nghị định số 60/2007/ND/CP, thì xã Nam Sơn được sáp nhập vào thành phố Bắc Ninh. Kế tiếp, từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, phường Nam Sơn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 11,92 km2 diện tích tự nhiên và 32.659 người của xã Nam Sơn. Đi cùng với đó, vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc chuyển 9 thôn thuộc về xã Nam Sơn cũ trở thành 9 khu phố có tên tương ứng. Và trong số đó thì có thôn Sơn Nam, nay là khu phố Sơn Nam, thuộc phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Sở dĩ phải lần lại theo dòng thời gian như vậy bởi trên địa bàn thôn Sơn Nam trước đây, vào đầu thập niên 2010-2020, đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ trên địa bàn, khiến cho dư luận, quần chúng nhân dân hết sức hoang mang và lo lắng. Không những vậy, vụ trọng án này còn là một trong những ví dụ điển hình cho thấy không có một tội ác nào có thể giấu kín được. Cái kim trong bọc lâu ngày ắt phải lòi ra. Đồng thời qua đây cũng cho thấy được ý chí quyết tâm phá giải vụ án của các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhằm giữ bình yên cho đời sống nhân dân. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng sẽ như bao ngày bình thường khác nếu như không có cái chuyện kinh hoàng ấy xảy ra. Vào khoảng 7 giờ đến 7 giờ 15 phút sáng ngày 1 tháng 12 năm 2011, anh Nguyễn Văn Thuận là một người dân ở thôn Sơn Nam, khi đang đứng ở sân chơi với đứa con nhỏ của mình thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nổ lớn đến kinh hồn bạt vía. Vội chạy ra xem có chuyện gì thì trước mắt anh là cả một ngọn lửa khủng khiếp cao đến gần 2 mét. Chưa kịp định thần lại, anh còn chứng kiến cái cảnh hai mẹ con của người hàng xóm tối lửa tắt đèn của mình bị hất ngã xuống đường, bắn văng đi mỗi người một nơi, bốc rực tựa như hai ngọn đuốc sống. Theo bản năng, anh Thuận mới lao vào đám cháy để dập lửa, rồi chi hô lên để cho mọi người cùng đến ứng cứu. Cũng chính anh Thuận là người đã bế cháu bé lên đi cấp cứu mà cảm giác như xé lòng khi mà cháu liên tục kêu gào rằng: "Chú ơi, cháu đau lắm, cứu cháu với, mẹ cháu đâu rồi?" Không thể qua khỏi. Xe cứu thương lao đi vùi vút trong cái buổi sáng thứ năm định mệnh ấy. Người mẹ được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Ninh trong tình trạng bỏng toàn thân và thoi thóp. Và rồi, thật không may, tại phòng cấp cứu, người mẹ đã không thể qua khỏi do vết thương quá nặng vào lúc 14 giờ 40 phút chiều cùng ngày. Cháu bé thì được đưa đến bệnh viện Việt Đức tại số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi cách địa điểm xảy ra vụ việc hơn 40 km, trong tình trạng nguy kịch, bỏng rất nặng, gãy rời hai chân, hỏng giác mạc, đứt lìa bàn chân trái. Cùng với lúc đó thì những người ở nhà đã tổ chức tìm kiếm chân của cháu để mang tới bệnh viện. Tìm mãi một hồi, họ mới phát hiện ra rằng nó bị bắn văng qua tường rào, chui vào một bụi cây của một gia đình. Tuy nhiên, do bị dập nát quá mức, thế nên các bác sĩ đã không thể phẫu thuật ghép nối. Cũng rất nhanh chóng, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt chân trái và toàn bộ vùng dập nát để chống nhiễm trùng, xử lý những vết bỏng, giúp cho cháu tạm thời qua khỏi giai đoạn sốc nặng và tiếp tục được đưa xuống phòng hồi tỉnh. Thế nhưng, với một bên chân còn lại gãy đang được nẹp, khuôn mặt cháy xém, bỏng gần như toàn thân với các vết bỏng rất nặng, rất sâu, luôn trực chờ dấu hiệu nhiễm trùng cùng với khả năng cao là để lại di chứng về sau nếu như qua khỏi, cháu vẫn chưa một lần tỉnh lại. Về phần bố cháu, là người chồng, người cha trong gia đình nhỏ, anh cũng như chết đi sống lại, héo mòn, khô cạn cả nước mắt. Ngay sau cái buổi sáng đầu tiên xuống Hà Nội với con, anh vội phải ngược về nhà ngay để làm tang cho người vợ của mình. Vợ ra đồng xong thì anh lại tất bật tới bệnh viện với con. Một tuần trôi qua, rất nhiều các nhà hảo tâm đã tìm đến bệnh viện để thăm hỏi cháu bé. Các cán bộ bác sĩ của bệnh viện Việt Đức cũng nhiệt tình và tận lực chia sẻ.
sáng ngày 8 tháng 12. Sau khoảng thời gian điều trị chấn thương tại Bệnh viện Việt Đức, cháu được chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia chữa tiếp do bị bỏng đường hô hấp. Thế nhưng qua nhiều ngày cấp cứu, mặc dù đã dùng mọi phương pháp để tận tình cứu chữa, cháu vẫn không qua khỏi. Suy hô hấp, suy đa tạng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc quá nặng, chính thức rời xa dương thế. 15 giờ ngày 13 tháng 12, cháu được gia đình tiễn đưa về nơi chín suối. Ở cái nơi làng quê của cháu, người dưới 18 tuổi nếu như mất ở ngoài thì không được đưa về nhà mà phải mang vào nhà chờ ở đầu làng rồi đợi đưa ra nghĩa trang. Đoạn đường làng nhỏ hẹp, chật kín những người đưa tang. Không gào khóc thảm thiết, nhưng khóe mắt ai ai cũng đục ngầu thương xót. Không chống kèn, cũng chẳng khăn tăng. Cả đoàn cứ lặng lẽ bước đi. Khi mà chiếc áo quan của cháu dần hạ xuống huyện, tiếng than khóc của gia đình khi ấy vang lên, nghe sao nó thống khổ, xé ruột xé gan. Người thân chọn lấy cái chỗ cạnh ngôi mộ của người mẹ mới lún phún cỏ xanh cho cháu nằm, để cho hai mẹ con được yên nghỉ ở cạnh bên nhau. Chưa từng có tiền lệ. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và làm rõ vụ việc. Ngay trong chiều ngày 1 tháng 12, đại diện của cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã phát biểu rằng từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ việc như thế này. Hiện tại cơ quan chức năng đang tích cực thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường để có thể nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân sự việc. Qua xác định và tìm hiểu về nhân thân của người gặp nạn, các điều tra viên thu được thông tin rằng người xấu số là chị Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1982, cùng cô con gái là Nguyễn Khánh Vân, sinh năm 2008, vỏn vẹn chỉ mới lên 4. Đau buồn hơn nữa là vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị Quỳnh lại đang mang trong mình đứa con thứ hai chỉ mới chớm có 3 tháng bầu. Gia cảnh chị Quỳnh thuộc về diện tương đối khó khăn. Chị Quỳnh làm công nhân tại nhà máy Canon, địa chỉ tại lô B1, khu công nghiệp Quế Võ, huyện Vân Dương, thành phố Bắc Ninh. Còn chồng chị là anh Nguyễn Văn Quế làm công nhân tại nhà máy gạch. Trong cuộc sống thường ngày, gia đình anh Quế và chị Quỳnh được dân cư tại địa phương đánh giá là hạnh phúc, không có lục đục, đánh cãi chửi nhau. Để đến được với nhau thì hai người đã phải căng mình vượt qua sự không đồng thuận của hai bên gia đình. Rồi sau nhiều năm tù trí làm ăn, hai anh chị mới xây được cho mình một căn nhà 2 tầng ngay kế bên cạnh căn nhà ngang của gia đình, còn chưa kịp vui vẻ và sơn áo. Trước đây hai vợ chồng chị Quỳnh chỉ có mỗi một chiếc xe gắn máy Trung Quốc, hàng ngày thì để cho anh Quế đi làm, còn chị thì đạp xe đạp. Chiếc xe máy phát nổ là tài sản do hai vợ chồng anh Quế chị Quỳnh tích cóp mấy năm, vay mượn thêm anh em họ hàng, cộng thêm với được bên nhà bố đẻ chị Quỳnh là ông Nguyễn Công Thành hỗ trợ thêm đủ kiểu thì mới mua được. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị Quỳnh dùng xe máy như thường lệ chở con gái đến trường mẫu giáo rồi sau đó đi làm tại nhà máy Canon. Hàng ngày theo thói quen, do con ngõ trước cổng nhà dốc lại có nhiều người già, thế nên chị Quỳnh cho xe chạy ra ngoài ngõ rồi mới nổ máy. Hiện trường cách cổng nhà của nạn nhân chỉ vỏn vẹn có vài mét, vẫn còn sót lại về cháy đen. Mở rộng tính từ vị trí chiếc xe máy thì những mảnh vỡ bắn tung tóe văng xa tới hơn cả chục mét. Hai bức tường bên cạnh nơi chiếc xe phát nổ cũng bị bong chóc ra từng mảng vỡ lớn và thủng lỗ chỗ. Những tán cây bên cạnh cao tới 2 mét cũng bị cháy xém. Hoặc một. Từ khi xảy ra vụ việc, dư luận của chúng nhân dân ở khắp nơi bàn tán xôn xao, cho rằng chiếc xe gặp phải vấn đề về mặt kỹ thuật, chất lượng xăng hoặc là một nguyên nhân khách quan nào đó nên mới có thể gây ra được họa lớn tới như vậy. Sở dĩ như thế là bởi trong khoảng thời gian này, trên toàn quốc có nhiều vụ nổ, cháy xe máy, ô tô đã liên tiếp xảy ra. Về phía hãng sản xuất cũng vô cùng bàng hoàng, cho tiến hành ngay công tác rà soát, kiểm tra lại thật kỹ lưỡng ngay từ khâu kỹ thuật trong sản xuất. Vào ngày 5 tháng 12, anh Quế đã làm đơn gửi đến nhà sản xuất để mong nhận được câu trả lời thỏa đáng cho sự việc. Vào chiều cùng ngày, đại diện cửa hàng nơi bán chiếc xe máy phát nổ của chị Quỳnh đã có buổi làm việc với cơ quan điều tra. Qua tiếp nhận thông tin và xác minh, xác định rằng chiếc xe gắn máy phát nổ mang hiệu Dream của hãng Honda được gia đình chị Quỳnh mua tại cửa hàng Việt Long 1, nay là Hét Việt Long 1, tại số 15A Nguyễn Văn Cử, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Sau khi mua, chị Nguyễn Thị Quỳnh có 2 lần mang xe đến cửa hàng Việt Long 1 để bảo dưỡng định kỳ. Trong đó lần gần nhất là vào ngày 17 tháng 10 năm 2011, khi mà chiếc xe đã chạy được khoảng 4.000 km. Theo hồ sơ và đối chứng giấy tờ, xuyên suốt trong quá trình bảo dưỡng, nhân viên kỹ thuật của đại lý không phát hiện ra chiếc xe của chị Quỳnh có bất kỳ một biểu hiện bất thường nào. Chủ xe cũng không yêu cầu chế thêm bộ phận nào ngoại trừ khóa càng. Tính cả lô xe Dream được cửa hàng này nhập về từ trụ sở chính của hãng Honda Việt Nam tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và được cửa hàng Việt Long 1 này bán trong đợt nhập hàng tháng 3 đến thời điểm xảy ra,
đã tiêu thụ hết, không có khách hàng nào liên hệ phàn nàn về chất lượng xe. Trả lời về vụ việc xảy ra đối với chị Quỳnh, phía đại diện của cửa hàng nhận định rằng đây là một hiện tượng khá kỳ lạ, phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh mới biết được nguyên nhân. Bên cạnh đó thì ngoài các xe tới đây bảo dưỡng định kỳ, các điều tra viên và trinh sát cũng ghi nhận được trong khoảng thời gian này, xe máy Honda Dream được mang đến bảo hành rất là ít. Loại xe này cũng không hay gặp phải các vấn đề lớn, cùng lắm chỉ có một số chiếc là mắc phải các lỗi nhẹ có liên quan đến dây công tơ mét bị gập sai vị trí. Bên cạnh đó thì trước khi bàn giao xe cho khách, nhân viên tại cửa hàng đều có bước kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật, hướng dẫn khách cách sử dụng, bảo dưỡng theo đúng quy định của hãng Honda. Để nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân của vụ nổ, xác định tính chất vụ việc, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã được mời vào cuộc để phân tích và giám định tang vật có liên quan đến vụ nổ thu được tại hiện trường. Đáp lại lời mời, viện đã cử những giám định viên có kinh nghiệm tham gia vào xác minh vụ nổ. Bước đầu, xác định vị trí nổ là bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng, không có dấu hiệu cài mìn hay là thuốc nổ để ám hại, phá hoại. Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, phía gia đình anh Quế cũng không đặt ra nghi ngờ là có kẻ xấu ra tay đối với vợ con mình. Vậy thì, đây là một vụ tai nạn thông thường hay là một vụ đặc biệt nghiêm trọng, có chủ ý? Cho đến giờ phút này, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy tìm nguyên nhân, chưa khởi tố điều tra vụ án vì chưa có đủ căn cứ. Không thể tái hiện. Ngày 7 tháng 12, tức một tuần sau vụ việc thương tâm xảy ra với mẹ con chị Quỳnh, ông Koji Konishi, tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam khi đó đã có lời phát biểu, đánh giá đây là trường hợp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trước đây đối với sản phẩm của Honda Việt Nam. Đồng thời cho biết, phía Honda Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để sớm xác định được nguyên nhân của vụ việc. Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, phó giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh khi đó cho biết rằng, đây là một vụ việc phức tạp. Giả sử nếu như sau này xác định được nguyên nhân do lỗi kỹ thuật mà phía Honda Việt Nam không thừa nhận, thì phía cơ quan chức năng sẽ phải mời Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của nhà nước vào cuộc để thẩm định. Tiếp tục, vào sáng ngày 8 tháng 12, phó tổng giám đốc thứ nhất của Honda Việt Nam khi đó là Trịnh Quang Dũng đã đến gia đình người xấu số để thăm hỏi và chia buồn. Hãng này đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình cùng với lời động viên rằng phía công ty hết sức chia sẻ những khó khăn mà gia đình đang gặp phải. Việc làm này để thể hiện sự thiện chí, bất kể rằng kết quả điều tra cuối cùng có ra sao. Sau đó, tuy rằng chưa có lời mời hợp tác từ phía cơ quan chức năng, thì bản thân Honda Việt Nam cũng đã tự có những bước đi cho riêng mình. Công ty này đã liên tục cố gắng tái hiện lại các điều kiện cần và đủ, nhưng lại không sao có thể tạo ra được một vụ nổ giống như trường hợp của chị Quỳnh. Móng chốt. Toàn bộ diễn biến từ phía cơ quan công an cho đến lúc này là nhìn từ phía bên ngoài vào với những nhận định ban đầu đã được công bố. Tuy nhiên, bên trong nội bộ cuộc điều tra diễn biến lại hoàn toàn khác. Đối với cơ quan điều tra mà nói, thì thứ cần phải chạy đua vào lúc này chính là thời gian. Bởi vì hơn ai hết, các anh hiểu rằng khi một vụ cháy nổ xảy ra, nếu như không nhanh chóng để tìm ra được nguyên nhân cháy thì sẽ phát sinh rất nhiều hệ lụy, dẫn đến nhận định sai lệch về bản chất của vụ án. Để tìm ra được bản chất và đối tượng của vụ án liên quan đến hàng nóng, vật liệu nổ, thì công tác thu thập tài liệu dấu vết đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì giải mã được dấu vết thì mới có được căn cứ để tiến hành các bước điều tra tiếp theo. Theo kinh nghiệm khám nghiệm hiện trường cháy, thì nguồn nhiệt chưa chắc đã là nguyên nhân cháy, mà phải là nguồn nhiệt cùng với chất mồi gây cháy nằm trong điểm xuất phát cháy mới đích thị là thủ phạm. Nếu như không xác định được vùng cháy, không tìm ra được điểm xuất phát cháy thì rất khó để có thể xác định được nguyên nhân cháy. Khám nghiệm hiện trường và giám định dấu vết cháy nổ đơn thuần đã khó, còn giám định những vụ án đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến cháy nổ thì lại càng khó hơn. Bởi ở những vụ án này, tội phạm thường lấy sự cháy nổ để xóa dấu vết phạm tội và thường có sự tính toán từ trước để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Sau khi lửa đã tàn, các vật chứng có liên quan đến vụ án thường bị than hóa khiến cho dấu vết gần như đã bị xáo trộn. Bên cạnh đó thì với một hiện trường gần như không lưu lại bất cứ dấu vết nào của kẻ gây án, mà theo cách gọi hình sự là án mờ, thì vào lúc này, hành trình lần tìm ra chứng cứ của các giám định viên lại càng trở nên khó khăn và vất vả gấp bội. Để truy tìm được nguyên nhân vụ nổ, cơ quan chức năng đã tập trung vào nhiều hướng nghi vấn. Hàng trăm lượt cảnh sát được tung vào cuộc. Cán bộ điều tra đánh giá rằng vụ nổ có hai khả năng. Thứ nhất là nổ ắc quy dẫn tới nổ bình xăng, hoặc thứ hai là do vật nổ. Mọi mẫu vật thu được tại hiện trường đều được đưa về Viện Khoa học Hình sự. Nhiều cuộc hội thảo của các chuyên gia cháy nổ, của lãnh đạo viện đã đưa ra những phân tích đánh giá. Và cuối cùng thì nội bộ cuộc điều tra đều cùng đi đến một khẳng định, đó là vụ nổ là do vật nổ có dấu hiệu hình sự. Thế nhưng vật nổ đó là gì? Cụ thể tội phạm hình sự ở đây là gì? Căn nguyên như thế nào? Đều chưa rõ ràng và xác đáng. Đồng thời, vào thời điểm xảy ra vụ việc
Đây là một khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm, liên tiếp nhiều vụ việc cháy nổ xe đã gây hoang mang lớn trong dư luận. Do đó thì đánh giá đây vừa là khó khăn cũng vừa là thuận lợi để có được công bố thông tin bước đầu là loại trừ khả năng xe nổ do chủ đích. Bởi lẽ nếu như công bố chi tiết thì nhận định rất có thể sẽ khiến cho kẻ gây án có những đề phòng nhất định, thậm chí là bỏ trốn, từ đó khiến cho quá trình phá giải vụ án truy bắt kẻ gây án lại càng vất vả. Tuy nhiên, càng đi sâu vào điều tra thì các anh lại càng như rơi vào một mê cung, không có thêm bất cứ một gợi ý hay manh mối nào. Hàng loạt các hướng điều tra đã được đưa ra, ngoài khả năng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn thì có thể là đến từ các âm mưu nhắm vào nơi làm việc của người xấu số hoặc ai đó mà đối tượng cần răn đe dọa nạt, hay là nhắm vào hãng sản xuất xe, nhắm vào cửa hàng bán xe nhằm cạnh tranh không lành mạnh, hạ thấp uy tín. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng là xuất phát từ các mối quan hệ của người xấu số, thân nhân trong gia đình, bạn bè, người quen biết xuyên suốt với nhận định rằng kẻ gây án phải là một kẻ thông thạo về xe và cách làm nổ, nguyên liệu nổ, cũng như nắm bắt rất rõ về lịch trình, hành trình, sinh hoạt, thói quen, và phải có một động cơ đủ lớn để rắp tâm gây án một cách tinh vi phức tạp đến như vậy. Và rồi, khi một quá trình điều tra tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, thì vào ngày 21 tháng 12 năm 2011, Thượng tá Nguyễn Viết Nội, Phó trưởng phòng giám định kỹ thuật pháp lý Viện khoa học hình sự Bộ Công an kỳ đó, với các đồng nghiệp qua những ngày giờ vui mình vào vụ án tiến hành giám định, thì đã chợt chính thức có được kết luận về việc tìm thấy dấu vết chất nổ TNT trên mẫu vật và hai mảnh kíp nổ vỏ nhôm chỉ bé bằng 1/3 vỏ hạt vừng, rất khó để tìm thấy và phát hiện. Theo đó, vị trí đặt vật nổ nằm tại khu vực đặt bình ắc quy phía bên dưới bình xăng của chiếc xe gắn máy. Đồng thời, cơ chế gây nổ cũng ngay lập tức đã được làm rõ. Đó là kíp điện được đấu nối với các hệ thống điện của đèn báo phanh phía sau chiếc xe. Khi phanh được đạp thì điện được dẫn tới đèn báo, đồng nghĩa là gây nổ kíp, từ đó kích nổ vật liệu nổ, sau đó gây cháy nổ bình xăng, dẫn đến tổng thể vụ việc như đã biết. Kẻ tàn ác, mất nhân tính nào đã làm ra chuyện kinh khủng đến như vậy giữa thành thiên bạch nhật? Hắn có động cơ, mục đích gì? Mẹ con cháu bé đã gây thù chuốc oán gì với đối tượng? Hành trình đưa tội phạm ra ánh sáng sẽ diễn ra như thế nào? Bản án nào được tuyên? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Tiếp nối phần 1. Kẻ tàn ác, mất nhân tính nào đã làm ra chuyện kinh khủng đến như vậy giữa thành thiên bạch nhật? Hắn có động cơ, mục đích gì? Mẹ con cháu bé đã gây thù chuốc oán gì với đối tượng? Hành trình đưa tội phạm ra ánh sáng sẽ diễn ra như thế nào? Bản án nào được tuyên? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Điểm trùng hợp. Đến thời điểm này, bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự đã khẳng định thêm rằng vụ việc không phải do một vụ tai nạn thông thường, mà khả năng cao là do các đối tượng đã sử dụng đồ tự tạo gây nổ nhằm mục đích ra tay với ba mẹ con chủ Quỳnh. Cũng có nghĩa rằng nhận định này chính là mảnh ghép rõ ràng trên cơ sở khoa học để các điều tra viên vững tâm vào việc truy tìm tội phạm. Rất nhanh chóng, ngay ngày hôm sau, tức vào ngày 22 tháng 12 năm 2011, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thành lập ra ban chuyên án do đại tá Nguyễn Văn Vinh, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh khi đó làm trưởng ban. Đồng thời, công an tỉnh Bắc Ninh và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bắc Ninh cũng được huy động để tham gia vào việc điều tra dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo cục cảnh sát hình sự Bộ Công an. Sau khi điều tra và loại trừ những giả thiết khác, ban chuyên án tập trung vào hướng điều tra rà soát toàn bộ các thành viên trong gia đình anh Nguyễn Văn Quý và làm rõ mối quan hệ của từng người, tìm ra sự mâu thuẫn và những điểm nghi vấn có thể có liên quan đến vụ án. Tuy rằng hướng đi là như vậy, song cũng thật khó để có thể nhận diện được về kẻ có mâu thuẫn với chị Quỳnh dẫn đến việc ra tay với chị. Theo thông tin ghi nhận, anh Quế, chị Quỳnh đều là công nhân, cần cù, chịu thương chịu khó làm ăn. Hai người sống khá là tình cảm. Anh chị có một cô em chồng là Nguyễn Thị Hồi, đã qua hai lần đò nhưng vì mâu thuẫn lại quay về sống chung với anh Quế. Anh chị vẫn sẵn sàng cưu mang cho ở nhờ căn nhà ngang nối với căn nhà chính của gia đình. Sau đó thì chồng chị Hồi là Nguyễn Đức Tiềm, sinh năm 1978, quê quán Kinh Môn, Hải Dương, cũng về sống ở đây. Tập trung và rà soát thật chi tiết từng người, ban chuyên án mới nhận thấy rằng mọi người trong gia đình anh Quế đều là người tốt, có công việc rõ ràng, ổn định, thì hành tung của Tiềm lại khá bí ẩn. Anh này từng làm việc ở khá nhiều nơi, trong đó có một khách sạn ở Hà Nội và một văn phòng công ty du lịch ở Quảng Ninh. Khi về Bắc Ninh ở cùng với vợ, Tiềm có xin và làm việc tại một khách sạn có tên là khách sạn Phượng Hoàng 3 tại số 17 Hai Bà Trưng, thành phố Bắc Ninh. Xác minh về lịch trình, vào ngày trước khi xảy ra sự việc,
Chị Quỳnh vẫn ra chiếc xe Dream mới mua để trong hiên của gian nhà ngang lợp pro xi măng của anh chị, tiếp giáp với căn nhà 2 tầng cũng là nơi mà vợ chồng Tiềm đang ở. Cả tối ngày hôm đó, chiếc xe không cho ai mượn cũng như không có người lạ đến nhà chơi. Khi xảy ra vụ việc, tuy ở ngay đầu ngõ thế nhưng Tiềm lại tỏ một thái độ dửng dưng, không chạy ra ứng cứu ngay lập tức. Thêm vào đó, sau khi chị dâu ra đi thì Tiềm lại thoát ẩn thoát hiện, trong ngày cứ đi đi về về với một tần suất ngày càng cao, chứ không phải là đi cả buổi cả ngày như trước đó, có nhiều dấu hiệu nghi vấn không minh bạch. Đặc biệt hơn nữa là khi tìm hiểu về các mối quan hệ của Nguyễn Đức Tiềm tại địa phương, các điều tra viên hết sức chú ý tới một người bạn thân của Tiềm ở Kinh Môn, Hải Dương. Đó là anh Lê Đức Trung, sinh năm 1980, kỹ sư giám sát thi công nhà máy xi măng Hoàng Thạch tại quốc lộ 17B, phường Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương, cũng đã bị mất một chân trái trong một vụ nổ xe máy xảy ra trước vụ việc của chị Quỳnh hơn một năm về trước. Cụ thể là vào tối ngày 18 tháng 6 năm 2010 mà đến nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác. Lần dở lại hồ sơ và tiến hành so sánh vụ việc của anh Trung và chị Quỳnh, các điều tra viên nhận thấy có nhiều điểm trùng khớp. Thứ nhất là cả hai vụ việc đều có dấu vết của thuốc nổ TNT. Thứ hai, điểm phát nổ đều cùng nằm ở bên trái của chiếc xe gắn máy. Thứ ba, kẻ gây án phải là một người tương đối tinh vi, am hiểu về các kỹ thuật đấu nối hệ thống điện trên xe máy, để khi đạp phanh thì điện sẽ bị chập và phát nổ. Bởi lẽ trong vụ việc của anh Trung, chiếc xe cũng phát nổ khi mà đèn xi nhan được bật lên. Thứ tư, vụ việc của anh Trung ở Hải Dương có tính công phá và dấu vết giống với vụ của chị Quỳnh ở Bắc Ninh. Thứ năm, trong vòng tròn mối quan hệ xã hội và danh sách những người thân quen của anh Trung và chị Quỳnh thì đều hiện lên một cái tên, chính là Nguyễn Đức Tiềm. Như vậy thì liệu rằng có thể tồn tại một mối liên hệ nào đó giữa Tiềm và hai vụ việc này hay không? Tiến hành liên hệ, tìm gặp tới anh Lê Đức Trung, các điều tra viên cũng chỉ nhận lại những nhận định rằng bản thân anh Trung cũng không nghi ngờ cho bất cứ ai. Chân dung. Cho đến lúc này, sau chuỗi các thông tin, tình tiết, tài liệu thu thập được, nghi can số 1 nổi lên đối với ban chuyên án không ai khác chính là Nguyễn Đức Tiềm, em rể của chị Quỳnh. Tiến hành bí mật theo dõi hành tung của Tiềm, các trinh sát ghi nhận tuy rằng gia đình gặp nạn lớn, nhưng khi Tiềm đến chỗ làm lại không hề hé răng kể chuyện, ai hỏi cũng chỉ ậu ừ. Thỉnh thoảng Tiềm có len lén mở mạng internet xem thông tin về vụ việc, nhưng hễ có người khác đến gần thì lại tắt đi ngay và mặt mũi tái mét. Song song cùng với đó, đi sâu vào điều tra nhân thân của Nguyễn Đức Tiềm, ban chuyên án đã ghi nhận được những thông tin hết sức quan trọng. Nguyễn Đức Tiềm có một tuổi thơ khá là đặc biệt, sinh ra và lớn lên tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là một địa phương vốn có nhiều núi đá vôi ở quanh xã. Ngay từ nhỏ, Tiềm là một đứa trẻ ít nói, chậm chạp hơn so với chúng bạn cùng trang lứa. Do học kém, Tiềm bị lưu ban từ hồi học cấp 1. Hoàn cảnh gia đình Tiềm thuộc diện khó khăn về mặt kinh tế. Mẹ Tiềm làm nông nghiệp thuần túy, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Còn bố Tiềm thì lên núi nổ mìn phá đá. Chúng bạn trạc tuổi hãy còn nhớ như in về cậu bé Tiềm hay theo chân bố mỗi khi lên núi. Bởi vì cái bản tính hiền lành ít nói nên Tiềm hay bị các bạn cùng lớp bắt nạt, hay đưa ra làm trò trêu đùa để mua vui trong lớp. Chính vì mặc cảm tự ti, không tự tin vào bản thân trong giao tiếp, Tiềm không có nhiều người bạn thân, sống bó hẹp quanh mấy bức tường tại trường học cũng như khi ở nhà. Người ngoài nhìn vào thì chỉ có biết tặc lưỡi, khen là hiền lành, không có gì nổi bật. Lớn lên, Tiềm đi làm tại nhiều nơi, không có chỗ ở và công việc cụ thể ổn định. Lòng đong lận đận mãi, Tiềm cũng học xong đại học ngoại ngữ và lấy được tấm bằng cử nhân hệ tại chức. Trong gia đình, Tiềm là người con trai độc nhất, bên dưới có em gái. Vào năm 2008, Nguyễn Đức Tiềm lấy chị Nguyễn Thị Hồi rồi hạ sinh một bé trai. Nhưng chớ trêu thay, Tiềm lại bị bệnh nặng, tràn dịch mang phổi, chữa trị tốn rất nhiều tiền. Trong lúc gia cảnh khó khăn, chạy ăn từng bữa, đứa con trai duy nhất của Tiềm lại mắc phải bệnh hiểm nghèo, nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tại số 18/879 La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Quận bách về tiền bạc để chữa trị bệnh cho con, Tiềm đã khóc như một đứa trẻ khi cầu cứu họ hàng mình cho vay tiền. Về phần chị Hồi, đời sống kinh tế đã khó khăn thì đời sống tinh thần cũng chẳng mấy dễ chịu. Trong quá trình sinh sống với gia đình chồng có nhiều điều mâu thuẫn, chị đã bỏ về ở với anh Quế. Sau đó đến cuối năm 2010 đầu năm 2011, Tiềm xin phép và được vợ chồng anh Quế chấp thuận, thế nên đã chuyển cả nhà từ Hải Dương dọn về ở căn nhà ngang liền kề với căn nhà 2 tầng của gia đình anh Quế. Tuy rằng hai gia đình sống độc lập, lại là anh trai em cô, nhưng hàng xóm và những người trong gia đình cũng ghi nhận rằng không có bất cứ mâu thuẫn nào. Về anh Lê Đức Trung thì anh này vừa là bạn thân lại vừa có thể được coi là ân nhân đối với hai vợ chồng Tiềm. Anh Trung và Tiềm chơi với nhau từ ngày còn nhỏ,
Nhưng so với Tiềm thì anh Trung lại may mắn hơn vì sự nỗ lực của anh, và anh cũng thường xuyên giúp đỡ Tiềm về mặt tài chính. Khi Tiềm lấy chị hồi, anh Trung thậm chí còn xin việc làm ở công ty cho. Thế nhưng không phải chuyện gì cũng suôn sẻ. Trong mối quan hệ với anh Trung, Tiềm đã từng hiềm nghi anh này ngoại tình với vợ mình. Xuất phát từ việc bắt được tin nhắn của chị hồi với anh Trung rằng anh đang ở nhà một mình, em đến với anh ngay đi. Hay như câu nói của anh Trung: anh cẩn thận vợ anh đấy, mức lương chỉ cần thêm một con số không thôi là nó có thể làm bất cứ việc gì. Chẳng biết sự tình như thế nào, chỉ biết là ít ngày sau cái sự vụ tình nhắn ấy, anh Trung bỗng nhiên gặp phải tai nạn. Chiếc xe máy Suzuki Viva mà anh dùng làm phương tiện di chuyển bỗng nhiên phát nổ. Tuy là chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác, cũng không nghi ngờ cho ai. Dù rằng một điểm hết sức quan trọng, đó là vào ngày trước ngày anh Trung gặp nạn thì Tiềm lại là người chủ động mượn xe của anh đi có việc. Chuyện này đối với anh Trung mà nói thì không phải là điểm nghi vấn, bởi vì bạn bè mượn xe của nhau là chuyện thông tin, huống hồ Tiềm còn là người gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Về phần Tiềm, khi hay tin anh Trung gặp nạn, dường như Tiềm đã bỏ qua chuyện cũ. Tiềm chuyển biến tâm lý, rất tích cực vào trong bệnh viện chăm sóc, thậm chí là còn đưa tiền cho bạn để lo thuốc men. Thấy anh Trung phải cắt bỏ một nửa chân trái, Tiềm còn khóc lóc tu tu mà bảo rằng nếu như đổi được cho bạn thì Tiềm sẵn sàng, vì Trung được học hành đàng hoàng, có công việc và tương lai tốt đẹp đến như vậy. Đấu tranh. Đến thời điểm này, tuy rằng đã xác định khả năng cao Nguyễn Đức Tiềm chính là kẻ gây án, thế nhưng điều khó khăn đối với cơ quan điều tra là cả hai vụ án ở Hải Dương và Bắc Ninh đều không để lại dấu vết trực tiếp, thời gian xảy ra cách xa nhau. Bên cạnh đó thì trước mặt người nhà, Tiềm lại tỏ một thái độ khá bình tĩnh, luôn trong trạng thái không biết chuyện gì. Từ khi nhà anh rể xảy ra chuyện, vợ chồng Tiềm chuyển lên nhà trên để ăn chung với anh Quế, vẫn đưa đón anh đi lại giữa nhà và bệnh viện. Kể cả khi có hỏi đến Tiềm thì những người trong nhà cũng nói rằng đối tượng hiền lành như cục đất, chẳng biết gì đến điện đón kỹ thuật. Sau khi cân nhắc một cách kỹ lưỡng, ban chuyên án đã đi đến quyết định biện pháp nghiệp vụ được sử dụng là đấu tranh công khai với nghi can. Rà soát lại từng chi tiết nhỏ trong hồ sơ nhân thân, các tài liệu thu thập được với Nguyễn Đức Tiềm, các anh nhận thấy một điều đáng lưu tâm khác ở Tiềm, đó là việc đối tượng này sử dụng bằng cấp giả. Cụ thể là Tiềm đã lén lút dùng một bằng cử nhân đại học của người khác, đè ảnh và tên, sửa đổi ngày tháng, sau đó thì scan và photo lại ra thành của mình, rồi dùng chính những bằng cấp giả này làm căn cứ đi xin việc tại khách sạn Phượng Hoàng Ba. Đến đây, sau khi họp án khẩn trương và tỉ mỉ, ban chuyên án đã vạch ra kế hoạch để bắt gọn Nguyễn Đức Tiềm. Ban đầu, để tránh đối tượng nghi ngờ, từ đó có những phương án chống trả, trốn tránh, cơ quan điều tra đã triệu tập Tiềm đến làm việc về vấn đề sử dụng bằng cấp giả để xin việc. Nhưng trên hết, lý do này không được để lộ lọt đến tai Nguyễn Đức Tiềm. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2012, Tiềm được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Vừa mới đến nơi, Tiềm liền tỏ ngay thái độ khá bình tĩnh và chủ động mở lời với các điều tra viên rằng chắc các anh lại làm việc về vụ chị Quỳnh à. Song song cùng lúc đó, một tổ công tác thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Tiềm. Qua đây, phát hiện và thu được một hộp đồ nghề sửa xe máy với đủ các loại cơ lê, búa để dưới gầm của chiếc thùng sắt trong nhà thuộc sở hữu của Tiềm. Đến tận lúc này, hóa ra Tiềm là một người biết sửa chữa xe máy, chứ không phải là cái kiểu một con ốc cũng không biết những gì mà người nhà anh ta thường nói. Trên bàn làm việc, ngồi đối diện với các điều tra viên, ngay cả bản thân Nguyễn Đức Tiềm cũng vô cùng bất ngờ khi mà việc hắn dùng bằng cấp giả lại bị lộ và đưa ra làm việc. Tiếp tục, đại tá Vinh khi đó đã yêu cầu các trinh sát làm việc với Tiềm trong suốt ngày 12 tháng 1, liên tục khơi gợi những câu chuyện gia đình khiến cho Tiềm dần dần bộc lộ bản chất. Sang đến ngày hôm sau, tức là vào ngày 13 tháng 1, đến lượt các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm được tung vào cuộc. Cứ thế, trước một loạt các chứng cứ, tài liệu và lập luận chặt chẽ, sắc bén, đến 20 giờ ngày 13 tháng 1, Tiềm đã đổ gục, xin được gặp trực tiếp trưởng ban chuyên án. Khi gặp đại tá Nguyễn Văn Vinh, Tiềm lúc này như tuôn ra một bầu nặng trĩu. Đối tượng luôn miệng xin lỗi về những việc mình đã làm và bắt đầu khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sáng tỏ. Vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2012, cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường. Kết quả cho thấy những hành động của Nguyễn Đức Tiềm khi thực nghiệm hiện trường rất thành thục, cũng như vô cùng nham hiểm, tàn ác, củng cố tính chính xác và lời khai nhận tội của hắn. Theo lời khai của Tiềm, các điều tra viên đã đúc rút, tuy rằng Tiềm với bề ngoài ít nói, nín nhịn trong mọi trường hợp, song lại có tính cách hiếu chiến, bản chất đấu kỵ, ghen ghét, nên việc gì hắn ta cũng có thể làm được, cho dù là tàn ác đến đâu.
Những mâu thuẫn vụn vặt với người khác có thể là nhỏ, có thể bỏ qua, nhưng đối với Tiềm sẽ tích tụ trong thời gian dài, trở thành động cơ gây án. Xuất phát từ việc người dân ở quê Tiềm thường dùng mìn khai thác đá, qua nhiều lần đi cùng và xem thì Tiềm đã có được hiểu biết và cách sử dụng chất nổ. Đối với vụ án của anh Trung, Tiềm không những không mang ơn, không tìm hiểu về đầu đuôi, không nói chuyện cho rõ ngọn ngành, suy nghĩ một cách thấu đáo, mà lại lẳng lặng ngấm ngầm lên kế hoạch. Sau đó mượn xe anh Trung, rồi cài TNT làm cho chiếc xe nổ bay phần đầu, khiến cho anh Trung phải cơ cụt nửa chân trái. Sau đó lại càng thể hiện được sự máu lạnh, mặt nạ ác quỷ của y. Khi giả đó biết chuyện thì liền hăng hái tới chăm sóc, quan tâm bạn, thương cảm, khóc lóc với anh Trung. Nhưng thực ra đó cũng là một cái cớ để Tiềm có khả năng bám sát nạn nhân, theo dõi mọi diễn biến cũng như tạo ra vỏ bọc không liên quan cho mình. Tiếp tục đến vụ án xảy ra với chị Quỳnh, Tiềm khai rằng do trong quá trình sinh sống có nhiều mâu thuẫn tích tụ dồn nén y. Ví dụ như là chuyện quét nhà gây bụi bặm, ăn cơm thì lời qua tiếng lại, phơi quần áo khiến cho hắn mỗi lần vào nhà là phải tránh hoặc là phải chui qua quần áo của phụ nữ. Hay là cái chuyện chị Quỳnh để xe máy ở ngoài hiên cửa nhà, khiến cho Tiềm cảm thấy ô nhiễm không khí, khói bay vào trong nhà, mùi xăng xe sực nức. Hay như chuyện hắn cho rằng chị Quỳnh có những thái độ cử chỉ coi thường, không tôn trọng hắn. Và từ đây thì Tiềm đã hạ quyết tâm ra tay với chính chị dâu của mình, người cũng giống như anh Trung, không những thân thiết, quan hệ gắn bó ruột thịt, mà còn là ân nhân, cừu mang, có ơn có nghĩa với Tiềm và vợ Tiềm. Giữa tháng 11 năm 2011, Tiềm mò về quê để lung tìm thuốc nổ và kíp nổ. Sau đó thì quay lại Bắc Ninh, đem giấu trong chính căn nhà của anh Quế chị Quỳnh, rồi chờ đợi cơ hội ra tay. Vào đêm ngày 30 tháng 11 năm 2011, phát hiện ra chị Quỳnh vẫn còn cắm chìa khóa trên ổ khóa xe máy, quên không rút ra, nên Tiềm đã hạ quyết tâm xuống tay. Nghĩ là làm. Vào lúc khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 12, Tiềm tỉnh dậy, lén vợ chui ra khỏi giường, mò ra bên ngoài hiên. Tại đây, Tiềm lén lút làm thật nhẹ nhàng, vừa cầm đèn pin soi, vừa rút chìa khóa ra khỏi ổ rồi mở khóa yên xe máy, tháo bình xăng, tìm cách đặt hai thỏi thuốc, gắn kíp và đấu dây từ kíp vào đèn hậu. Theo tính toán của Tiềm thì hắn ta phải lắp đặt và thiết lập hệ thống, sao cho khi mới nổ máy xe, chắc chắn là bình yên vô sự vì đó là nơi gần với chỗ hắn ở. Do đó nên Tiềm đi dây, đấu nối khối thuốc thử thần với đèn hậu, đảm bảo điều kiện là người điều khiển xe gắn máy đạp phanh, đèn hậu sáng thì mới phát nổ. Và theo lịch trình thói quen của chị Quỳnh, hắn ta cũng nắm được rõ ràng rằng đó là khi chị thả trôi xe xuống dốc xong, cũng có nghĩa là đã khách khá xa vị trí của Tiềm. Sau khi đấu nối xong, Tiềm lắp ráp xe lại như cũ rồi lại chui lên giường đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, trong khi Tiềm đang rửa rau ở vòi nước, chị Quỳnh bắt đầu đèo con ra khỏi nhà và mọi chuyện thì đều diễn ra như những gì mà tên ác quỷ đã dự tính. Sau khi vụ án xảy ra, Tiềm lại diễn kịch đeo mặt nạ hiền lành đồng cảm, thêm một lần nữa thể hiện rõ hơn bản chất máu lạnh của hắn cho đến khi bị bắt. Sơ thẩm. Ngày 30 tháng 8 năm 2012, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động công khai tại sân Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh do ông Phạm Minh Tuyên, Phó Chánh Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khi đó làm chủ tọa. Vị trí mở phiên tòa chỉ cách nhà của nạn nhân cũng như nơi vợ chồng bị cáo sinh sống chưa đầy 1 km. Ngày hôm nay, bị cáo sẽ đối mặt với 3 tội danh: tội đặc biệt nghiêm trọng khiến người khác ra đi, tội hủy hoại tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân và thân nhân của người bị hại có mặt. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc này là khoảng 30 độ C, gương mặt ai cũng đã nhễ nhại mồ hôi và có loa phát thanh bắc ra ngoài. Nhưng dưới sân đã không còn chỗ đứng, khiến cho nhiều người phải leo lên cây hoặc là tìm ra chỗ thoáng để tận mắt được nhìn thấy gương mặt của bị cáo. Đến khi quá đông người đến tham dự, lực lượng bảo vệ đã phải đóng cổng UBND xã Nam Sơn. Hàng ngàn người khác đã không tìm được chỗ trong hội trường, trong sân nên đã cố tìm một chỗ gần nhất để có thể lắng nghe rõ được phiên tòa xét xử. Các hành lang đều kín người dân đứng, ngồi và bàn luận. Với di ảnh hai mẹ con chị Quỳnh và cháu Vân trên tay, người nhà và hội phụ huynh học sinh mang theo cả băng rôn lên án hành vi tàn ác vô nhân tính của bị cáo. Thậm chí trong lúc đợi khai mạc phiên xử, đã có một người thân của gia đình nạn nhân cầm dép lao vào đòi xử khi mà bị cáo được lực lượng cảnh sát dẫn giải tới, khiến cho phiên tòa trở nên náo loạn. Nhiều người dân khác cũng lớn tiếng hô hào đòi phải xử tử Tiềm. Xuất hiện trước vành móng ngựa với chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần nâu đen, bị cáo Nguyễn Đức Tiềm trông nhỏ thó. Bị cáo bước vào phòng xử với vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh, không một chút sợ sệt hối lỗi khi đối diện với những người trong gia đình nạn nhân,
thậm chí vẫn khai báo khá là rành rọt từng chi tiết khi được chủ tọa xét hỏi. Cũng tại phiên tòa, anh Trung được mời có mặt. Anh này đã làm rõ mối quan hệ giữa mình và chị Hội, tức vợ bị cáo. Trước tòa, anh Trung nói rằng đúng là có chuyện nhắn tin với vợ Tiềm, song không có chuyện quan hệ tình cảm. Tất cả chỉ xoay quanh vấn đề xin việc. Còn lời nói rằng chị Hồi có thể làm bất cứ điều gì nếu như lương có thêm con số không là hoàn toàn không có. Bị cáo Tiềm nói như vậy là đang nói xấu chính vợ mình. Về mâu thuẫn trong gia đình, theo như lời khai của bị cáo, anh Quế đã lên tiếng trước tòa rằng việc chửi nhau do quét nhà cũng không đúng, vì nhà anh tuy rằng chưa vôi ve sơ náo nhưng đã lát gạch men. Còn quét sân thì không ai lại đi quét vào bên trong nhà cả. Chuyện ra ngoài sân ăn cơm cãi cọ nhau cũng hoàn toàn không có. Vợ của bị cáo cũng được tòa hỏi về mâu thuẫn giữa hai gia đình và trả lời rằng đúng là có một số chuyện xảy ra trong quá trình ăn ở sinh hoạt chung, nhưng bản thân chị chỉ nghĩ rằng đấy là những chuyện rất nhỏ, không đáng để tâm. Đúng là đã từng có lần bị cáo phàn nàn, nhưng chị lại bảo chồng rằng hai người còn đang ở nhờ nên không được cãi với bề trên. Bị cáo cho là mâu thuẫn là áp lực dồn nén, nhưng chị lại không cho là như vậy. Kể cả với chuyện của anh Trung, chị cũng chưa làm điều gì sai. Đồng thời chị Hồi cũng tỏ ra bất ngờ, không bao giờ có thể ngờ được rằng chồng mình lại có những hành vi, suy nghĩ như vậy. Sau hơn 3 giờ đồng hồ xét xử, hội đồng xét xử đưa ra nhận định rằng bị cáo đã mong muốn hại người ra đi xảy ra, chứ không phải như lời khai chỉ là cảnh cáo dạy cho họ một bài học. Hội đồng xét xử đồng tình với quan điểm của viện kiểm sát rằng không có căn cứ xác định vợ bị cáo Tiềm là đồng phạm trong vụ án như là nghi ngờ của luật sư trong phần tranh tụng. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên bố hành vi của bị cáo đã gây hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân. Bị cáo không thể cải tạo. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tiềm mức án tử hình với tội đặc biệt nghiêm trọng, 3 năm tù giam về tội hủy hoại tài sản, 6 tháng tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt bị cáo buộc phải thi hành là tử hình. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân Lê Đức Trung hơn 90 triệu đồng, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh là 187 triệu đồng. Y án. Hơn 10 ngày sau phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Công Thành, bố đẻ chị Quỳnh, đã làm đơn kháng cáo gửi tới Tòa Nhân dân tối cao, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Theo nội dung kháng cáo, gia đình nạn nhân nghi ngờ ngoài Tiềm là hung thủ trực tiếp thì trong gia đình của anh ta còn có người hay biết về việc làm tội lỗi này. Bởi vì vào thời điểm Tiềm ra tay với chiếc xe thì có người nằm ngủ cách chỗ Tiềm không xa. Gia đình ông Thành còn cho rằng Tiềm ra tay là muốn chiếm đoạt tài sản chứ không phải chỉ vì bức xúc do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt giống như lời khai. Đồng thời, bản thân Tiềm cũng có đơn kháng cáo xin giảm án tử hình. Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2012, Tòa Nhân dân tối cao tại Bắc Ninh đã mở phiên tòa phúc thẩm. Khác với lần trước, lần này trước vành móng ngựa, bị cáo Tiềm chỉ có biết co ro, nói năng lý nhí. Bị cáo còn biện minh rằng đến tận bây giờ thì bị cáo mới nhận thức được việc làm của mình. Còn trước đó, bị cáo chỉ có ý định dạy cho chị ấy một bài học, gây thương tích mà thôi. Trình bày cho lý do giảm án, bị cáo Tiềm cho rằng bị cáo trót dại. Dân gian ta thường nói đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Mong hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời. Kèm theo với việc liên toán trình bày về bố của bị cáo là người có công với cách mạng, còn bản thân bị cáo là con trai duy nhất. Thế nhưng, khi được chủ tọa nghiêm nghị hỏi rằng trước khi phạm tội thì bị cáo có nghĩ đến những điều này không, thì bị cáo chỉ biết im lặng. Sau phần xét hỏi và bào chữa cùng với 15 phút nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy dù là bị cáo trình ra được tình tiết giảm nhẹ mới nhưng cũng không thể giảm nhẹ hình phạt, không chấp nhận kháng cáo cùng với nghi vấn của gia đình bị hại. Cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo. Cuối cùng, vào ngày 11 tháng 5 năm 2016, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tổ chức thi hành án tử hình đối với bị án Nguyễn Đức Tiềm bằng hình thức tiêm thuốc độc. Sau khi thi hành án, thi thể của Nguyễn Đức Tiềm được cơ quan thi hành án hình sự bàn giao trả cho gia đình làm thủ tục mai táng. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, An ninh Thủ đô, VOV, Tiền Phong, VN Express cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ.
khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực.